Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để nghe tiếp mục Tài chánh và đời sống của bạn do Kiều Thu và Thái Christie thực hiện. Kiều Thu xin chào quý vị. Một lần nữa mời quý vị trở lại với chương trình Hệ thống Tài chánh và đời sống của chúng ta. Chào Thái. Chào chị Kiều Thu. Chào quý vị. Trong cái chương trình trước, Thái có nói rằng nếu mà họ kêu tới nhà, họ hù dọa, họ đòi lấy nhà, mình có quyền không trả lời điện thoại, mình không cần phải trả, không cần dọn nhà đi. Bây giờ cái nhà đó, mặc dầu mình đã trả trễ rồi, mình đã không có đủ điều kiện mình trả, nhưng mà cái nhà đó vẫn còn là của mình hay là của nhà băng rồi? Dạ thưa chị, về vấn đề pháp lý, mặc dù là mình có trả tiền trễ đi nữa hay hoặc là mình không trả tiền nhà, mà cái nhà mình nó chưa có bị foreclosure, nghĩa là chưa có bị bán đó, thì cái nhà đó, cái quyền sở hữu pháp lý nhà đó vẫn là của mình. Và chính vì vậy, dù cho mình có trả trễ hay chưa trả, thì thực sự mình được toàn quyền về phương diện pháp lý về trên cái miếng đất đó, cái nhà đó. Thành ra nếu mà ai mà bước vào cái nhà đó là họ đã vi phạm cái vấn đề chủ quyền pháp lý của mình. Tất nhiên là họ không có quyền. Nhà băng có những cái trường hợp mà nghe nói rằng là họ có thể sai người tới gõ cửa để mà đòi nói chuyện hay là một cái hình thức hâm dọa đó, cái điều đó có thể xảy ra. Dạ thưa chị, cái chuyện nó có cũng rất là thường. Thành ra những cái chuyện này chúng ta cần phải hiểu biết để mà có bình tĩnh trong những cái chuyện này. Thí dụ là thấy cũng có những người, có một người cũng mấy ngày hôm qua chứ cũng chẳng lâu gì cả. Họ cũng gọi Thái và họ cũng rất là lo lắng và rất là panic, rất là hốt hoảng rồi. Dạ, nói rằng là chắc chuyến này cho tôi ở nhà này tôi không được quá, tại vì bây giờ họ tới nhà họ gõ cửa và họ còn dán giấy trên trước cửa nhà tôi làm tôi sợ. Giống quá. Như là niêm phong vậy đó, hay là dán giấy để mà báo cho mình thôi, chứ không phải là niêm phong gì cả. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đây là những thủ đoạn mà ngân hàng họ sẽ sử dụng, và nó hoàn toàn không có trái với luật pháp, nhưng mà nó làm áp đảo cái tinh thần của mình rất là nhiều, làm cho mình mất tinh thần. Ví dụ như trước đây là họ gọi điện thoại, nếu mình không trả lời điện thoại thì đó là một chuyện, cái đó còn dễ. Nhưng mà giờ họ tới, có người tới nhà mình gõ cửa nhà mình thì như vậy làm cho mình rất là hồi hộp. Rồi nhiều khi họ chạy đến, họ đứng trước nhà mình, họ chụp hình này nọ làm cho mình cũng rất là quan tâm. Nhà mình rất là làm cho cái tâm trí mình rất là bị chao đảo. Nhưng mà thực sự mình cũng nên bình tĩnh, chẳng có chuyện gì cả. Mình được quyền đuổi những người đó đi. Được quyền. Tại vì nên nhớ rằng chủ quyền pháp lý trên mảnh đất này vẫn là của mình và mình được toàn quyền trên cái mảnh đất này của và mình. Và mình vẫn tiếp tục ở trong nhà. Mình vẫn là tiếp tục ở trong nhà của mình. Dạ. Thành họ ra, có quyền tới để mà đuổi mình ra không? Dạ không thưa chị. Họ có thể tới để gõ cửa, nhưng mà cũng như những người khác tới gõ cửa nhà mình thôi. Mình được quyền tiếp, mình được quyền mở cửa, mình nói chuyện, hoặc là mình được quyền đuổi họ đi. Đó là chuyện của mình. Chứ còn họ hoàn toàn họ không có thẩm quyền gì hết cả. Nhưng mà chính vì nhưng ở cái mình chỗ cũng không có thưa họ được nếu mà họ cứ tiếp tục quấy rầy, sách nhiễu làm phiền mình ngày đêm như vậy, y mặt qua điện thoại hoặc là gõ cửa, mình cũng có quyền kiện thưa gì hết. Nó làm cho mình rất là bực mình, nhưng mình cũng không được. Thưa chị, cảnh sát có can thiệp không? Thưa chị, nó có những cái bộ luật, những cái bộ luật về mà đòi nợ của liên bang. Những cái bộ luật này, chính vì vậy cho nên chúng ta cần nên, thí dụ như khi nào mà họ gọi điện thoại, chúng ta cần phải nên lưu lại. Khi mà những cái bill điện thoại về, chúng ta cần nên lấy một cái bút vàng đó, rồi mình gạch ngang ra để mà mình biết cái giờ nào để họ gọi, mặc dù mình có trả lời điện thoại hay là không, để mình biết rằng là một ngày họ gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, để mình có những cái chứng cứ rõ ràng. Thí dụ như những bộ luật nó có rất là rõ ràng là thí dụ như không được gọi điện thoại trước, thí dụ như là 8 giờ sáng, không? Và không được gọi điện thoại sau 10 giờ tối, thí dụ như vậy. Thì có, nếu mà có những cái cuộc gọi điện thoại nào mà họ mà vi phạm như vậy thì họ sẽ bị phạt. Và cứ mình gọi ngay giờ cơm thì ăn cơm cũng hết ngon. Đúng rồi. Thì chúng tốt hơn hết là chúng ta cũng chẳng có cần phải trả lời điện thoại nếu không cần thiết. Còn nếu mà họ đến nhà mình thì cái cửa trước, nếu mà cửa trước chúng ta không có rào mà họ gõ cửa thì được, nhưng mà nếu mà chúng ta có hàng rào mà họ mà bẻ khóa hay là mở hàng rào vào, là đó là họ vi phạm cái chủ quyền của mình. Hoặc là họ đi mà phía sau, mà giống như là họ đi cửa sau như vậy, thì đó là thuộc về nó là không, nó là thuộc dạng giống như ăn trộm rồi. Cho nên chúng ta cũng phải bình tĩnh trong những cái chuyện này. Thật ra nói
thì cái người mà biết luật hoặc là hiểu biết thì dễ, còn tương đối bình thường nếu như mình mà gặp ở trong cái hoàn cảnh đó thì tôi nghĩ chắc cũng có ít ai mà được bình tĩnh để mà không phải quan tâm, không phải lo lắng. Kiều Thu còn nhớ Thái có nói rằng họ có những trường hợp họ không có quyền foreclosure cái nhà mình, thì vì họ làm cái việc nó trái luật hoặc là họ không có cái chủ quyền pháp lý để mà foreclosure cái nhà mình. Bây giờ cũng trở ngược lại cái vấn đề foreclosure. Khi mình thường thường nếu mà họ báo cho mình á, là họ gửi thơ, họ nói là họ sẽ foreclosure cái nhà của mình. Mình làm sao mình biết được cái đó là cái giấy chính thức hay là cái giấy không chính thức? Có cách nào biết? Tức là phải cũng phải tìm một người biết để mà hỏi. Chính đúng như vậy chị ạ. Tại vì nó có qua nhiều giai đoạn. Thí dụ lúc đầu đó thì ngân hàng họ sẽ gửi thư cho mình, họ sẽ hăm dọa mình. Nhưng mà sau thời gian thì thường thường là họ lại chuyển qua một cái công ty mà chuyên môn đòi nợ. Lấy cái danh nghĩa là ngân hàng cũng đòi nợ, thì những cái công ty này họ sẽ sử dụng những cái thủ đoạn của nó tinh vi hơn, kinh khủng khủng hơn, kinh khủng hơn nữa. Tức là collection, mấy collection agency. Làm sao mình biết được? Thông thường là những cái lá thư mà gửi về đó thì mình có thể là coi, tại vì theo luật họ phải để ở dưới hoặc là ở trên cái lá thư đó để là we are debt collector, có nghĩa là chúng tôi là những người chuyên môn đòi nợ. Đơn giản như vậy. Thì dù cho lời lẽ của họ nó nghe nó có vẻ mà nhiều khi họ chiêu dụ mình bằng cách, thí dụ như Thái nói cái trường hợp ngày hôm qua của một cái anh đó, ảnh có nói chuyện với Thái là họ gửi về một lá thư, họ nói rằng là họ sẽ cho người tới để mà làm việc với lại người chủ nhà, để mà giúp cho ảnh làm giải quyết cái vấn đề này. Thì họ gửi về cho mình một lá thư trước như vậy, rồi sau đó thông báo, rồi sau đó họ lại có người đến gõ cửa. Nhưng mà nếu chúng ta coi kỹ lại lá thư đó thì thấy rõ ràng là trên đó, cái lá thư đó có để là cái chữ rằng chúng tôi là những người chuyên môn đòi nợ. Thành ra chúng ta phải bình tĩnh để mà xem nó như thế nào. Có quyền không tiếp những người đó. Mình không có quyền không tiếp ai cả. Không ai có quyền để mà vào cái nhà mình cả. Đúng rồi. Thành ra cái chuyện gì của mình chúng ta cũng từ từ, và Thái cũng hy vọng rằng là qua những chương trình như thế này để mình mình chia sẻ những cái kiến thức để mà chúng ta biết được cái gì chúng ta cần phải làm, và đừng có nên trở nên là bị quá lo lắng hốt hoảng trong những cái trường hợp như thế này. Đồng ý là mình có tật thì rụt rịch, nhưng mà không đến nỗi rụt rịch quá như vậy. Nhưng mà trong thời gian mình ở đó, mặc dầu là mình có những cái trục trặc về vấn đề tài chính, mình không có trả tiền nhà được, nhưng mà vấn đề tiền điện, tiền nước, tiền gas cái đó cũng mình phải trả chứ, phải mình không? Phải trả, dạ. Chứ tại vì không trả thì người ta sẽ cắt điện, cắt nước, thì làm sao mình ở trong nhà được? Thì cái đó họ có quyền. Cái đó là những cái service. Còn chẳng hạn như tiền bảo hiểm. Tiền bảo hiểm của căn nhà hay là bảo hiểm, họ có một cái loại gọi là gì, homeowner policy, homeowner insurance. Rồi một cái nữa là lender insurance, đúng không? Cái đó thì nó thuộc bên cái title. Thực ra thì mấy cái đó mình cũng phải trả. Mấy cái đó khi mình làm loan thì mình đã trả xong cái chuyện đó cái bên title rồi. Nhưng mà cái chuyện mà hàng năm đó chúng ta phải mua cái gọi là cái homeowner insurance, nghĩa là mua nhà lỡ cái nhà có bị cháy hay bị hư hỏng gì đó. Cái đó mình phải mình nên trả, mặc dù là trong những cái lúc mà mình không có đủ khả năng mình trả tiền mortgage, nhưng mà mình cũng nên trả cái tiền đó, dù như tiền thuế đất nè, tiền mà mình trả cho county hàng năm. Thuế đất nè, rồi tiền insurance thì những cái tiền đó chúng ta nên trả những cái tiền như vậy. Tại vì thí dụ nó đặt trường hợp mà lỡ rủi ro có chuyện gì xảy ra trong lúc mà cái nhà mình bị foreclosure hoặc là bị túng thiếu thì cái thiệt thòi cũng là về mình, phải không? Nó có hai chuyện. Thứ nhất, thông thường thì là những cái vấn đề thuế má và bảo hiểm thì họ đều trả chung với lại cái tiền mortgage. Nhưng mà tại vì mình không có trả tiền mortgage nữa cho nên mình không có trả vào cái tiền, nó gọi là cái tiền escrow account. Cho nên chính vì vậy đó, cho nên chính vì mình không có trả tiền mortgage, thành ra trong cái tiền, trong cái escrow nó cũng không có cái tiền để mà trả thuế hay là trả bảo hiểm. Thành ra như vậy chúng ta nên liên lạc trực tiếp với lại hãng bảo hiểm hoặc là bên cái county thuế đó, cái quận thuế của quận, để chúng ta trả tiền thuế và cái tiền bảo hiểm. Tại sao như vậy? Tại vì dù sau này chúng ta có thưa ra để mà xem coi là ngân hàng nó có đầy đủ
vấn đề mà chủ quyền pháp lý để mà họ foreclose cái nhà của mình đi không đi nữa. Nhưng mà chúng ta cũng trước tòa chúng ta cũng đã có khẳng định rằng là chúng ta là một người có trách nhiệm bằng cách là chúng ta đã trả tiền thuế và mua cái bảo hiểm cho cái nhà của mình. Dạ. Ví dụ chúng ta có tranh chấp đây là tranh chấp vấn đề là ngân hàng có đầy đủ chủ quyền pháp lý hay là không, nhưng mà vấn đề thuế và bảo hiểm chúng ta vẫn trả, thì ít ra chúng ta vẫn có một cái những cái lý do nó chính đáng và cụ thể như vậy. Dạ. Cảm ơn Thái rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và thưa quý vị, trong cái chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ nói chi tiết hơn về vấn đề ảnh hưởng của thuế cũng như là bảo hiểm và thuế đối với sở thuế IRS trong những cái trường hợp foreclosure hoặc là short sale. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Chào quý vị. Cảm ơn Kiều Thu. Chương trình hôm nay của chúng tôi đến đây là mãn. Thi Nga thân mến chúc quý vị có buổi tối đầm ấm hạnh phúc và một tuần lễ mới may mắn, thành công. Hẹn tái ngộ quý khán thính giả trong buổi phát hình tới.